trên một tàn tích hoang tàn tại quốc gia mờ có tên là cấm khu tử vong ở thành phố n có một linh hồn tà ác tay cầm lưỡi hái thân thể còn nhom như kẻ nghiện chỉ thấy da và xương đây chính là ác linh đầu tiên đạt cấp s trong truyền thuyết có tên gọi quỷ dị tri chủ người xem trong phòng livestream nhìn thấy linh hồn này có kích thước tương đương con người phần nào có chút khinh thường dù sao lâm phàm quá mạnh mẽ mà loại quái vật này với hai con mắt mọc trên ngực sợ là chỉ một đốm lửa đen đã có thể diệt sát tuy nhiên vẻ bình tĩnh của ác linh này khiến mọi người có chút bất an Lâm Phàm cùng lão trưng và gà chống ngẩng đầu nhìn Ác Linh ngồi trên đống đổ nát, lịch sự chào hỏi, "Chào ngươi, ngươi biết chúng ta sẽ đến mà, đúng không?" Tay cầm lưỡi hái của quỷ dị chi chủ bỗng siết chặt, lạnh nhạt đáp trả, "Chào gì chứ? Ngươi là người đầu tiên nói chào với ta, nhưng cũng sẽ là người cuối cùng. Ngươi đã khiến ta hứng thú, nhưng xin lỗi, các ngươi sẽ chết hết thôi. Thế giới này thuộc về Ác Linh, ta biết các ngươi đã tiêu diệt hết những Ác Linh khác và định tiêu diệt ta để cứu thế giới." Lâm Phàm nhìn về phía quỷ dị chi chủ, nghi hoặc hỏi lại, "Tiêu diệt ngươi là có thể cứu thế giới?" Quỷ dị chi chủ cười lạnh lẽo, "Các ngươi thật may mắn, bởi điều đó đúng thật." Lâm Phàm và lão Trương nhìn nhau cười, lão Trương hào hứng chỉ vào Quỷ dị chi chủ, "Lâm Phàm, chúng ta tiêu diệt hắn và cứu thế giới thôi." Lâm Phàm đồng ý ngay, nhưng vào lúc này, Quỷ dị chi chủ nhếch mép cười, "Ta còn chưa nói xong. Đừng vội mừng, thực ra các ngươi rất xui xẻo, vì ta không thể bị tiêu diệt." Quỷ dị chi chủ rõ ràng đã thấm nhuần cái kiểu nói chuyện vòng vo này những người trong phòng livestream đã chứng kiến sức mạnh của lâm phàm nên nghĩ rằng ác linh này chỉ đang khoe khoang trước trận đấu bởi suốt từ khi đội diệt linh nhân quỷ bắt đầu livestream đến giờ phàm là tà linh càng mõ nhiều thì chết lại càng nhanh đúng theo cái câu nói yếu mà còn ra gió lão trương thì thầm với lâm phàm ý hắn là lửa đen của cậu cũng không thể giết chết hắn sao lâm phàm gật đầu xác nhận có vẻ vậy nhưng gà trống đang nằm trong lòng lâm phàm thì lại thầm thắc mắc làm sao có chuyện gì mà lửa đen của lâm phàm không thể thiêu chết được chứ trừ khi hắn không có linh hồn, mà hồn thể thì là thứ mà quỷ phải có. làm sao hắn có thể không có quỷ hồn được chứ? Lâm Phàm tin vào nguyên tắc thực tế hơn ngàn lời nói, nên ngay lập tức phóng ra một vệt lửa đen đánh về phía ác linh. Lửa đen bao phủ quỷ dị chi chủ, nhưng không gây chút tổn hại nào. Quỷ dị chi chủ nhếch mép cười, ta đã nói qua rồi, ta không thể bị tiêu diệt. nhìn thấy cảnh này, gà trống không nhịn được thầm mắng, đậu mé, thật không thể tin nổi, hắn thật sự không sợ lửa đen của Lâm Phàm, sao có thể như vậy chứ? người xem trong phòng livestream cũng sững sờ. Theo quan niệm của họ, lửa đen của Lâm Phàm chính là ánh sáng cứu rỗi thế giới. Nếu thứ mà lửa đen không thể tiêu diệt được, thì có lẽ ngày hôm nay chính là tận thế. Bình luận của người xem bày tỏ sự lo lắng, "Trời ơi, con tà linh này thật sự không sợ lửa đen của Phàm Thần. Lửa đen của Phàm Thần đều không thiêu chết được nó. Lần này phải làm sao? Phàm Thần sẽ không có chuyện gì chứ? Đội Diệt Linh Nhân Quỷ sẽ không gặp chuyện gì chứ?" Quỷ dị chi chủ nâng cao lưỡi hái của mình, lạnh lùng tuyên bố, "Ngay tàn của loài người không thể tránh khỏi. Kỳ nguyên của ác linh cuối cùng cũng đã hoàn toàn giáng lâm rồi." các ngươi đã vùng vẫy đến mức độ này thật đáng khâm phục ngay sau đó lưỡi hái xoay trong không trung và bay thẳng về phía lâm phàm người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đó là một lỗi kỹ thuật như một anh chàng điên đang quay cánh tay mình quỷ dị chi chủ trong nháy mắt xuất hiện trước mắt lâm phàm ngươi có thể an tâm xuống dạo chơi dưới hoàng tuyển rồi đấy lưỡi hái bổ xuống chém về phía lâm phàm nhưng anh nhanh chóng cùng lão trưng và gà trống nhảy lùi ra sau tránh thoát ngay sau đó lâm phàm dùng thuấn di không gian lướt đến phía sau quỷ dị chi chủ và phóng ra một đợt lửa màu vàng vào đầu hắn quỷ dị chi chủ không ngờ lại có thể bị cosplay giống như một bà mẹ đang giận dữ tay hắn siết chặt lưỡi hái và chém về phía lâm phàm lửa đen diệt hồn của ngươi không giết nổi ta giờ ngươi lại dùng xích viêm hỏa để thử nghiệm ngươi nghĩ cái đốm lửa nhỏ bé này có thể làm ta bị thương sao thật ngây thơ loài người ngươi hãy chấp nhận số phận và chết đi lâm phàm nhìn chằm chằm vào ác linh phán một câu xanh dần, ngươi thật là xấu xí lại còn suốt ngày bảo người khác chết 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 sao ngươi không tự đi chết thử xem trong khi nói chuyện lâm phàm lại phóng ra một vệt lửa xanh lên mặt ác linh Lần này, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nửa khuôn mặt bị chiếc đầu lâu bao phủ của quỷ dị chi chủ bốc cháy, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Ngọn lửa lạnh như băng, thấu tận xương tủy, khiến hắn cảm thấy như xương mình sắp đóng băng. "Đáng chết, loài người, ngươi dám làm ta bị thương." Lúc này, nửa mặt của quỷ dị chi chủ đã bị lửa xanh thiêu đốt. Gà trống nhìn thấy cảnh này, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lửa đen không có tác dụng, nhưng lửa xanh lại làm khuôn mặt hắn bị thiêu đốt. Lửa xanh của Lâm Phàm theo gà trống nhớ chỉ có thể thiêu rụi xương cốt, tại sao lại có thể như vậy? có lẽ ác linh này không có linh hồn chỉ có thể là một thực thể ma quái gà chống hướng lâm phàm hô lớn lâm phàm thử công kích hắn bằng lửa xanh lần nữa đi dù gà chống có nhắc hay không lâm phàm cũng đã quyết định phóng ra đủ loại lửa thử nghiệm anh liền gật đầu cái dục đồng ý ngay lập tức cảnh này khiến người xem livestream thấy thật thú vị gà ca lại chỉ huy chiến đấu sao mãi đỉnh mãi đỉnh không hổ danh là gà ca không hổ danh là gà dị năng iq cao thành tinh nhưng mà tinh khí của phàm thần nhà chúng ta thật sự rất là tốt lửa xanh lá từ tay lâm phàm phóng ra tạo thành một cơn lốc lửa chụp xuống người quỷ dị tri chủ hắn đang ôm mặt mình hai con mắt trên ngực lóe lên ánh sáng đầy hiểm ác loài người ngọn lửa xanh và lửa đen mà ngươi tự hào không thể giết ta được đâu hãy tuyệt vọng đi từ bỏ đi kêu gào đi ta sẽ tiêu diệt người bởi vì ta chính là chúa tể ác linh của thế giới này sự tồn tại của ta là để hủy diệt toàn bộ loài người và ác linh sẽ thống trị thế giới này các bạn đang xem bộ truyện tranh cường giả đến từ bệnh viện tâm thần do kênh ngày mới Vlog Review. Nếu thấy hay xin mọi người một lượt thích, bình luận và chia sẻ để video có thêm tương tác nhé. Quỷ dị chi chủ cuối nhìn mấy người Lâm Phàm, tiếp tục nói: "Chỉ cần ta còn sống, thế giới này sẽ không ngừng sinh ra những linh hồn tà ác, ác linh, tà linh khủng bố. Ta chính là ngày tận thế của loài người, thời đại quỷ dị không thể kết thúc." Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa bộ xương của quỷ dị chi chủ, nghĩ rằng mình muốn đập nát khuôn mặt đó trong khi đó gà trống sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng nhận ra rằng công kích bằng lửa của lâm phàm không có tác dụng đối với quỷ hồn này con ác linh này không cần dùng hết sức lực cũng có thể chống lại sự tàn phá của hỏa diễm đúng là một kẻ cứng rắn rất khó đối phó gà trống bất ngờ phát hiện ra cơ thể của quỷ dị chi chủ liên tục phát ra luồng khí tà ác năng lượng đen tối của ác linh sau khi chết trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ mông lung nhưng chưa có thể nắm bắt rõ ràng cùng lúc đó trong phòng livestream mọi người liên tục đưa ra kế sách người ta vẫn hay nói mỗi khi ba người đàn ông việt nam tụ lại thì sẽ sinh ra một vua ý tưởng và lúc này trong phòng livestream có ít nhất 3 triệu người nên ý tưởng này ra liên tục thật không sai khi nói cao thủ luôn ẩn tàng trong dân gian sau khi phân tích có người đề xuất rằng quỷ dị chi chủ chưa bao giờ rời khỏi khu vực cấm địa chết chóc điều này khiến mọi người liên tưởng rằng có lẽ hắn không thể rời khỏi đó mọi người vội vàng gọi tên hứa ninh hứa ninh hứa ninh nhanh lên nói với lâm phàm để lâm phàm đẩy con quái cấp s này ra khỏi cấm địa xem nó thế nào chỉ huy trưởng đang theo dõi livestream thấy tin nhắn này cảm thấy có lý nên ngay lập tức ra lệnh liên hệ với hứa ninh yêu cầu anh ta truyền đạt phân tích và bình luận của cư dân mạng cho lâm phàm biết hứa ninh nhận lệnh qua tai nghe nghe thấy bình luận phân tích của cư dân mạng cũng không khỏi kinh ngạc lập tức quay đầu truyền đạt ngay cho đội trưởng lâm phàm đội trưởng lâm phàm mọi người đang giúp phân tích cách chiến thắng quỷ dị chi chủ con tà linh cấp s này rất có thể không thể rời khỏi cấm địa, anh xem có thể thử đẩy hắn ra ngoài không lâm phàm quay đầu nhìn hứa ninh tự tin đáp đẩy ra ngoài à chỉ cần dùng lực là được tôi không thiếu sức mạnh đâu rồi lâm phàm nhanh chóng gật đầu đồng ý với ý tưởng của mọi người đề ra gà trống cũng cho rằng ý tưởng này khá hay tin chắc rằng đây chính là ý tưởng mà hắn vừa thoáng nghĩ tới nhưng không nắm bắt được quỷ dị chi chủ giọng không vui dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn mấy người lâm phàm ta ở ngay đây các ngươi dám lớn tiếng bàn cách giết ta trước mặt ta có phải là quá vô lễ rồi không nhưng chưa kịp để quỷ dị chi chủ trách tội lâm phàm đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn tung một cú đấm mạnh một tiếng ầm vang lên quỷ dị chi chủ bị đẩy lùi liên tục dừng lại một chút hắn ngoái đầu nhìn lại trong lòng thở phào thầm hô may mắn may quá may quá chỉ thiếu một chút nữa thôi nhưng chưa mỉm cười quỷ dị chi chủ lại bị lâm phàm tung thêm một cú đấm thẳng vào mặt cú đấm này thật sự khiến con boss của boss này loạn trọng cơ thể gần như mất cân bằng hắn quỳ một chân giữa không trung đưa tay sờ lên gương mặt bị đấm bầm dập của mình cố gắng gượng dậy thấy chưa dù không ở trong cấm địa ta vẫn không bị ảnh hưởng ta vẫn còn nguyên đây thôi ngay lúc này ga trống hô lớn lâm phàm thử dùng lửa xanh và lửa đen để thiêu hắn xem tiếng hô lớn này khiến quỷ dị chi chủ lập tức liếc tư thần hoàng với ánh mắt lạnh lùng hắn bực bội lầm bầm con gà này thật trướng mắt giết nó xong ta sẽ mạnh hơn nghĩ đến đây quỷ dị chi chủ chảy nước miếng ròng ròng lâm phàm nghe lời gà trống tay nắm lấy ngọn lửa xanh rồi phóng về phía quỷ dị chi chủ nhưng khi cú đấm của lâm phàm chạm tới anh phát hiện cơ thể của con tà linh trước mắt dần biến mất lâm phàm nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy quỷ dị chi chủ ở đâu Điều này càng khiến cư dân mạng trong livestream tin rằng quỷ dị chi chủ rất sợ Lâm Phàm khi ra khỏi cấm địa. Lúc này, không ai chú ý rằng phía sau gà trống xuất hiện một bàn tay ma quái. Đúng lúc nguy cấp, lão Trương lướt tới ôm lấy gà trống, giúp hắn tránh khỏi đòn tấn công. Lão Trương tay ôm lấy Tư Thần Hoàng, hai mắt nhắm tịt lại, gấp gáp hô lớn. Lâm Phàm, hắn ở đây. Quỷ dị chi chủ dẫn giữ khi miếng ăn chuẩn bị đến miệng còn bị hụt, thấy người cứu lấy gà trống là một linh hồn thể thì càng thêm bạo nộ gầm lên. Đáng chết, đáng chết, tên phản bội khốn kiếp này quỷ dị chi chủ vung lưỡi hái về phía lão trương trên lưỡi hái như thể đã vấy máu của hàng vạn người từng linh hồn quỷ dị từ đó trồi ra gào thét thê lương khi lưỡi hái sắp chém trúng lão trương lâm phàm xuất hiện kịp thời đứng chắn ở phía trước đưa tay chụp lấy lưỡi hái ánh mắt tràn ngập sắc khí nhìn quỷ dị chi chủ ngươi không được phép làm hại lão trương lúc này hứa ninh cũng mới bình tĩnh trở lại sau cơn sốc thật may là có lão trương nếu không gà trống chắc giờ đã ác linh nuốt không thèm nhả xương rồi trong khung hình livestream lâm phàm không hề nương tay tung một cú đấm lửa xanh vào con ác linh cấp s Quỷ dị chi chủ vội vàng tránh né, nhưng sự tức giận đã khiến khung xương của hắn nổi lên những đường gân xanh. Quỷ dị chi chủ chỉ thẳng vào lão Trương, giận dữ gầm lên: "Tên phản bội khốn kiếp, ác linh cấp địa nhỏ bé, ngươi ngu ngốc quá mức, thật chẳng khác gì lợn. Ngươi không biết rằng nếu ta bị tiêu diệt, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này sao?" Video này tạm thời kết thúc ở đây, trong khi đón chờ các tập tiếp theo của bộ truyện này, cả nhà mình có thể nhín chút thời gian xem các video khác trên kênh để S có thêm kinh phí thuê người dịch để có thể ra video sớm nhất đến cả nhà mình nhé.